Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Cap video ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đây, các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và hiện bây giờ đó giá Bitcoin là 65.900 đô các bạn. Khoan chừng là 66.000 đô. Có nghĩa là đã giảm thêm một chút so với ngày hôm qua. Hôm qua đó Thuận làm video lúc đó giá là khoảng 68.000 đô. Bây giờ là chúng ta xoay quanh mức là 66.000 đô. Thì nhiều bạn cũng bắt đầu tiếp tục lo lắng các bạn. Và nhiều bạn nói là giảm như thế này đã đủ để Thuận mở đầu video bằng Man or oh Man hay là chưa thì cũng chưa đủ đâu các bạn. thank you sự thật đó, khi chúng ta so sánh với những cái đợt giảm trước đây thì cái phần này nó cũng chưa phải là sâu lắm nhưng mà tùy theo là các bạn nhìn vào giá trên sàn nào các bạn nếu các bạn nhìn vào giá ở trên sàn Bitmax thì đúng là man on oh man tại vì ngày hôm nay đó trên sàn Bitmax các bạn nhìn thấy có một cái râu rất là dài từ cái mức là 67.000 đô xuống chứ còn có 10.000 đô rồi sao nó rút cho lên các bạn rất là nhanh luôn Thường không biết cái này là cái lỗi của biểu đồ ở trên sàn Bitmax hay là thật sự có giá này trên sàn Bitmax các bạn Thường cũng cố gắng theo dõi cái Twitter của Bitmax chúng ta vẫn chưa thấy thông tin gì hết và cũng không có thấy thông tin là có ai đó đã thật sự có thể khớp được lệnh mua Bitcoin những cái mức thấp như thế này và thông cũng không nhìn thấy nhiều cái thông tin liên quan tới là lệnh đòn bẩy bị thanh lý những cái mức thấp như là 40.000, 30.000, 20.000 ở trên sàn Bitmax thì có thể là chỉ là lỗi của biểu đồ thôi các bạn nhưng mà nếu như thật sự có cái giá này đó thì sẽ khá là lớn chuyện đối với sàn Bitmax các bạn tại vì không có sàn nào mà có giá này hết thì bây giờ đây chúng ta đang ở mức là khoảng 66.000 đô, 65.500 đô ở thời điểm hiện tại. Thì thì cũng đã lục cái áo chưa đầm mưa các bạn để bận để cho chúng ta có thêm may mắn các bạn hy vọng là cái áo này có thể chống chở được uh, cây thị trường ở thời điểm này <laughs> thôi nói dạy các bạn một chút mà thôi nhưng mà trên căn bản đó cái đợt giảm này thì cũng chưa phải là sâu chúng ta thì được là tuần vừa rồi giá giảm còn sâu hơn chúng ta đã nói tới tuần vừa rồi khi mà giá từ cái mức là 69 mươi chín giảm xuống chỉ còn có năm mươi chín trong cái thời gian chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi các bạn thì cái phần trăm đó giảm nhiều hơn vào ngày năm tây tháng ba và tính cho tới bây giờ đó các bạn đều biết là chúng ta đã có một cái sự tăng trưởng rất là nhiều rồi chúng ta thì được tăng trưởng liên tục rồi sau đó mới bắt đầu thấy có một cái sự điều chỉnh mà thôi và cho dù như vậy ngay bây giờ đừng refresh lại các bạn nhìn thấy rõ ràng hơn thì hiện bây giờ nếu tính tháng 3 này ra chúng ta vẫn đang có lãi là 11.46% so với cái mức mà chúng ta bắt đầu từ đầu tháng tới bây giờ các bạn dựa theo là con class và các bạn đã biết là bây giờ chúng ta vẫn đang có 7 tháng liên tục là màu xanh hiện tại một trong những trường hợp cực kỳ hiếm có để các bạn có thể nhìn thấy tổng quát là chúng ta thực sự vẫn chưa có một cái sự điều chỉnh nào gọi là sâu hết các bạn và từ đầu năm tới bây giờ đó chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng chúng ta đã có cái sự tăng trưởng là gần 61% trên Bitcoin rồi nhưng mà điều quan trọng hơn đó đối với Thuận bây giờ đó chính là dòng tiền của Bitcoin Spot ETF là như thế nào thì hiện bây giờ đó chúng ta vẫn chưa có cập nhật mới nhất các bạn và đối với thuận đó, thì những gì xảy ra trong vòng mấy ngày qua đó nó thực sự là sôi động hơn nó khiến cho thuận nhớ lại những cái đợt tăng trưởng trước đây các bạn như là năm 2021 hay là chúng ta nói tới năm 2017, 16 đó những lúc đó thị trường thực sự rất là sôi động và nó có nhiều cái sự tăng trưởng rồi có sự điều chỉnh thì bây giờ có sự điều chỉnh thường cảm thấy là nó giống như là những đợt trước đây các bạn thường cảm thấy nó quen thuộc hơn chứ còn nếu chúng ta thấy được giá cứ tăng 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 như vậy mà không có cái sự điều chỉnh gì chúng ta luôn nhìn những chỉ số như phần trăm có lợi đó thì thấy nó luôn ở mức là trên 95% một thời gian và chúng ta đều thấp thởm không biết khi nào mới điều chỉnh thì như thường đã từng chia sẻ Thuận thà là chúng ta có một cái đợt điều chỉnh sau đó chúng ta yên tâm hơn để có cái sự tăng trưởng bền vững kế tiếp nhưng mà nếu chúng ta zoom vào đó thì các bạn hãy xem coi là từ cái mức cao tới bây giờ chúng ta đã điều chỉnh bao nhiêu rồi. Hôm nay giá đã giảm xuống một chút nữa các bạn. Thì ngay cái mức hiện bây giờ là khoảng 65.700 đô. Thì cái đỉnh chúng ta đã có đó cách đây chỉ có là 4 ngày thôi. Để nhắc lại là 4 ngày trước đây chúng ta đã đạt cái đỉnh mới là 73.800 đô các bạn. Tới cái mức hiện tại đó chúng ta đang chứng kiến cái đợt điều chỉnh là khoảng gần 11% và cái mức thấp đó là khoảng 64.500 đô chúng ta đã từng chứng kiến. Cách đây khoảng trong một ngày thì các bạn đã nhìn thấy là cái phần trăm giảm xuống là gần như là 13% các bạn Thì còn giảm sâu hơn nữa hay là không Tôi nghĩ là phần lớn chúng ta sẽ quan sát một cái dữ liệu đó chính là cái số lượng dòng tiền đi vào những cái Bitcoin Spot ETF Tại vì các bạn nhìn thấy được là tổng cộng đó chúng ta nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 90 ngày chúng ta đã có cái dòng tiền dương vào những cái quỹ Bitcoin spot ETF và dương rất là cao các bạn chúng ta nhìn thấy được là cách đây khoảng chừng một tuần đó có một ngày chúng ta thấy dòng tiền vào những quỹ Bitcoin spot ETF lên tới hơn 1 tỷ đô la luôn các bạn và cũng chính vì Bitcoin spot ETF chúng ta mới thấy cái sự tăng trưởng nhanh hơn là dự kiến rất là nhiều dẫn đến chúng ta có cái định mới trước khi halving cho nên nhiều bạn nói là chúng ta thấy dòng tiền vào nhưng mà giá vẫn điều chỉnh à, trong thời gian vừa qua nhưng mà thực ra chúng ta chỉ mới nhìn cái khung thời gian là khoảng chừng là 3 ngày thôi các bạn chứ còn trước đó giá vẫn liên tục lập đỉnh mới tại vì cái dòng tiền rất là nhiều chúng ta muốn biết là bây giờ đó giá đã có một cái sự điều chỉnh thì những cái người mà lưu trữ Bitcoin Smart ETF họ có lo lắng và bán tháo hay là không chúng ta vẫn đang chờ thông tin ngày hôm nay nhưng mà cho dù hôm nay là một màu đỏ đó thì cũng chưa nói lên được gì đâu các bạn tại vì chúng ta đã từng nhìn thấy là trong lịch sử đó chúng ta cũng có một số ngày màu đỏ nó là ngoại lệ rồi sau đó chúng ta nhìn thấy dòng tiền là tiếp tục đổ vào những quỹ này hôm nay đó thì chúng ta vẫn chưa có biết kết quả ra sao nhưng mà ngay bây giờ đó các bạn nhìn thấy grayscale bán rất là nhiều ngày hôm nay đó grayscale bán một mức kỷ lục luôn các bạn là 642 triệu đô la các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đó, đây là cái thống kê bán của grayscale kể từ khi bắt đầu có bitcoin spot etf là ngày 11 tháng 1 cho tới bây giờ đó thì ngày hôm nay là cái ngày mà bán nhiều nhất trong lịch sử của RayScale các bạn Con số cực kỳ kinh khủng luôn Và hiện bây giờ đó thì tình không lạc quan lắm Tại vì các bạn nhìn thấy được là những cái quỹ lớn Ngay cả chúng ta nói tới là quỹ Fidel thì thường là họ thu vào rất là nhiều Nhưng mà hôm nay đó thì cái volume rất là cao Các bạn có thể nhìn thấy được là volume ngày hôm nay Trước khi đóng cửa đó là BlackRock giao dịch là hơn 1.3 tỷ Chúng ta coi RayScale là 667 triệu Fidel thì 520 triệu Giao dịch rất là nhiều Nhưng mà cuối cùng ra dòng tiền vào Fidel thì chỉ có 5.9 triệu mà thôi Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là chúng ta có người bán người mua và cái phần đó bây giờ đó thì người mua vẫn nhiều hơn nhưng mà không phải là nhiều lắm và ngay bây giờ đó chúng ta nhìn thấy được là chúng ta vẫn đang âm là 605 triệu chúng ta vẫn đang chờ cái công ty lớn nhất đó chính là BlackRock các bạn xem coi hôm nay đó dòng tiền của họ ra sao nếu như mà họ có dòng tiền vào nhiều hơn là 605.8 triệu thì chúng ta vẫn có một ngày có dòng tiền dương và đó là một dấu hiệu rất là tốt cho thấy được là những người ở trong thị trường tài chính truyền thống đó thì họ cũng không có hoàn toàn hoảng loạn nhưng chúng ta nghĩ chúng ta hãy chờ xem coi vài tiếng nữa đó cái dòng tiền như thế nào và tôi nghĩ khi nào chúng ta bắt đầu nhìn thấy là nhiều ngày liên tục là dòng tiền rời khỏi nhiều hơn nạp vào chuyện quy bịch smart ETF nào. Này. có nghĩa là cái dấu hiệu chúc lời của những cái nhà đầu tư thông thường đó thì chúng ta sẽ có khả năng thấy những cái sự điều chỉnh sâu hơn hãy xem coi là ngày hôm nay vài tiếng nữa dòng tiền như thế nào các bạn hiện bây giờ đây chúng ta đang chứng kiến cái đợt điều chỉnh là khoảng chừng ở cái mức là khoảng 12% hiện tại nhưng mà các bạn thấy một trong những đơn vị mà bán liên tục đó đó chính là GBTC của Rayscale mặc dù là họ đã để đơn để có một cái quỹ mới có phí thấp hơn rồi sau đó chuyển một phần tiền qua đó nhưng mà nó cũng không có ngăn mọi người tiếp tục bán tháo GBTC các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bên BlackRock đó chỉ tính nhiên BlackRock thôi thì ngày cũng đã tăng lên rồi các bạn chúng ta nhìn thấy được trên màn hình đó, thì bắt đầu tuần đầu tiên GBTC của Rescale đó có 619.200 Bitcoin và tuần đầu tiên đó BlackRock chỉ có 2.621 Bitcoin mà thôi nhưng mà tới bây giờ là tuần thứ 10 các bạn đã nhìn thấy được là cái số lượng của hai bên đó đã gần như là muốn chạm nhau rồi các bạn đương nhiên vẫn còn một khoảng cách nhưng mà các bạn nhìn thấy tốc độ tích lũy của IBIT cũng như là cái quỹ của BlackRock thì không hề chậm lại trong khi mà tốc độ bán của Rayscale cũng không hề chậm lại thì sớm muộn gì các bạn có thể ra trong vòng 1-2 tuần tới đây để chúng ta sẽ thấy được cái số lượng được lưu trữ bởi BlackRock còn nhiều hơn cả Rayscale còn với cái số tiền vào những cái quỹ Bitcoin Transport ETF đến từ đâu thì các bạn thấy được là một phần là đến từ những cái quỹ Bitcoin Transport ETF khác ở trên thế giới nhưng mà nó không có nhiều như các bạn nghĩ trên màn hình các bạn nhìn thấy đây là thống kê đến từ Bloomberg thì Bloomberg nói là chúng ta nhìn thấy những cái quỹ Bitcoin ETF ở Canada, ở Đức, ở Thụy Sĩ các bạn Sweden thì chúng ta nhìn thấy được là dòng tiền là rời khỏi và chúng ta có dòng tiền đi vào những quỹ Bitcoin Sport ETF ở Hoa Kỳ nhưng mà các bạn nhìn thấy đây là cái dòng tiền là tính từ đầu năm tới bây giờ và cái số lượng này đã tính theo triệu đô la thì không phải đi nhiều lắm các bạn tại vì trong giờ một tuần thì thậm chí là một ngày các bạn dòng tiền vào những quỹ ETF ở Hoa Kỳ còn nhiều hơn con số này cho nên nếu nói là dòng tiền là trên căn bản đến từ những quỹ khác trên thế giới thì không phải đâu các bạn chúng ta vẫn có những dòng tiền mới đi vào Bitcoin Sport ETF và chúng ta cũng chủ yếu thấy là cái sự xoay chuyển giữa trayscale gbdc qua những quỹ còn lại cộng với lại một số lượng tiền mới vào nhưng mà cho dù chúng ta theo dõi Bitcoin Spot ETF hàng ngày nó sôi động như vậy Nhưng mà trên căn bản chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi Thôi còn vài tài liệu khác thì muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Bitcoin Spot ETF Nhưng mà đây là cái tình hình của Bitcoin hiện tại các bạn Chúng ta có tin tức gì lớn hay là không hình giá cả thì không phải đâu các bạn Chỉ là khi mà chúng ta bắt đầu thấy có giá cả giảm xuống do một số người chốt lời Sẽ dẫn đến là nhiều người khác cũng sẽ chốt lời luôn các bạn Và chúng ta cũng đang nhìn thấy được là cái phần trăm Bitcoin có lời đó đã rời khỏi dùng màu đỏ rồi Chúng ta đang ở mức là 94 4, 15% vẫn rất là cao nha các bạn không phải là thấp đâu. Chúng ta thật sự muốn thấy cái phần trăm này đã điều chỉnh xuống đâu đó khoảng chừng là 80%. Hiện bây giờ vẫn còn cao và thật sự giá Bitcoin đó chúng ta có thể chứng kiến cái đợt điều chỉnh bây giờ là khoảng 12% nhưng mà điều chỉnh từ cái đỉnh mới các bạn ở mức 73.800 đô chứ còn trong lịch sử của Bitcoin đó khi các bạn zoom ra thì các bạn mới thật sự cảm nhận được là giá bây giờ đó nó cao như thế nào so với lịch sử các bạn. Giá bây giờ nó rất là cao. Cho nên nhiều người vẫn đang có lời là chuyện dễ hiểu. Chúng ta chỉ muốn là giá Bitcoin đó điều chỉnh thì điều chỉnh tới một mức nào đó rồi tích lũy có nghĩa là đi hàng ngang đó thì chúng ta mới thấy là cái phần trăm này nó sẽ nhanh chóng giảm xuống trong khi mà giá không có di chuyển nhiều tại vì ở một mức nào đó càng lâu người ta giao dịch mức đó càng nhiều thì những người mà mới nạp vào ví thì sẽ không có lời dẫn đến phần trăm này sẽ điều chỉnh xuống cho dù giá không điều chỉnh xuống các bạn chúng ta vẫn sẽ tiếp tục theo dõi những chỉ số này chúng ta còn những thông tin khác liên quan tới những cái altcoin thì sẽ chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn nhưng mà dù tình hình ra sao đi nữa đó thì các bạn thấy được là tổng thống của El Salvador Nayib Bukele thì cũng vẫn tiếp tục nạp thêm một bitcoin vào mỗi ngày lý do tại sao mà ông công bố địa chỉ ví đó thì các bạn thấy được là để cho mọi người có thể theo dõi và có thể thấy được là El Salvador sẽ như là hứa hẹn liên tục nạp vào một Bitcoin mỗi ngày cho đến khi nào giá Bitcoin lên tới một mức nào đó quá cao mà không thể mua được nữa mức đó bao nhiêu thì ông không có nói các bạn và các bạn thấy được là một những cái hiệu ứng khác nữa khi mà không khai địa chỉ ví đó thì liên tục các bạn nhìn thấy những cái giao dịch nhỏ như thế này tuy là nhỏ nhưng mà các bạn nhìn thấy được là 100 đô 37 cent, 2 đô, 10 đô đây là những cái quyên góp đến từ khắp nơi trên thế giới các bạn họ quyên góp vào ví của El Salvador và tuy hôm nay là một ngày mà có thể nhiều bạn cảm thấy là không được vui tại vì giá nó không có như là mong muốn nó tiếp tục điều chỉnh xuống một chút nữa nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là không phải ai cũng bearish đâu, các bạn nhìn thấy là Standard Charter thì vẫn rất là bullish và thậm chí ngày hôm nay đó Standard Charter là một ngân hàng rất là lớn các bạn và họ đã tăng cái dự đoán giá Bitcoin cuối năm lên 50% tại vì các bạn đã nhớ trước đây họ nói là họ dự đoán là cuối năm nay để giá Bitcoin là khoảng 100 ngàn bây giờ họ nói là có khả năng giá năm nay lên tới 150 ngàn đô tại vì cái xu hướng là các nhà đầu tư đó tiếp tục đa dạng hóa một phần danh mục đầu tư của họ về Bitcoin và điều này vẫn đang diễn ra và nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Standard Charter nói đó là nếu dọc tiền vốn đầu tư vào Bitcoin Spot ETF đạt cái lượng trung bình là 75 triệu thì chúng tôi thấy có cơ hội tốt Bitcoin sẽ vượt qua 250.000 đô vào một thời điểm nào đó trong năm sau của bạn năm 2025 rồi sau đó đâm về 200.000. Cho dù là họ tính sai 50% đó, thì thuần vẫn rất thích các bạn. <laughs> và họ nói là giá Ether đó thì có thể tăng lên tới 8.000 đô vào cuối năm cuối năm nay các bạn và là cuối năm sau nếu như mà quỹ Ether Spot ETF được phê duyệt dẫn đến dòng tiền vào quỹ Bitcoin Spot ETF tới 45 tỷ trong vòng 12 tháng đầu tiên chúng ta sẽ nói thêm về thông tin liên quan tới Ether Spot ETF các bạn nó không được lạc quan lắm nhưng mà trước hết hãy nói về cái nhận định của Standard Charter thì hôm nay ở trên đài Fox Business thì họ cũng đã bình luận là Mọi người nghĩ sao về Standard Chartered nhận định là có khả năng là giá Bitcoin có thể đạt được tới mức 150.000 đô cuối năm nay. Cuối năm nay không phải là cuối năm sau các bạn. Thì uh, điều mà thú vị là các bạn thấy Fox Business hay là CNBC là những đài mà nhiều người bình thường xem liên quan đến tài chính. Và gần đây họ nói rất nhiều về Bitcoin và crypto các bạn. Và các bạn thấy là trên cái panel này ngày hôm nay này, thì uh, họ cũng nói là cũng có thể không ai biết được tương lai. Và nếu như mà thật sự có dòng tiền nhiều vào những Bitcoin Spot ETF đó, thì hoàn toàn có thể đạt được 150.000 đô. Nhưng mà không ai dám chắc chỉ là nếu như chúng ta tiếp tục thấy được cái nguồn cầu như thế này và chúng ta sắp sửa thấy nguồn cung bị giảm đi phân nửa đối với những cái Bitcoin mới. Tại vì sau tháng 4 thì khi mà có Bitcoin bình thì chúng ta thấy được là cái số lượng được đào bị giảm đi phân nửa từ 900 Bitcoin mỗi ngày. Chỉ còn 450 mà thôi. Nguồn cung bị hạn chế nguồn cầu cũng như vậy hoặc là tăng lên thì đương nhiên sẽ dẫn đến là giá sẽ tăng đó là cái quy luật tự nhiên mà thôi và họ cũng nói tới Bitcoin Haven cũng đã gần đến rồi và họ cũng nói tới một trong những câu hỏi mà thường thấy nhiều người vẫn hỏi bây giờ là Bitcoin có giá trị gì thật kê năm nay đó là năm 2024 rồi các bạn nếu các bạn muốn tìm hiểu Bitcoin có giá trị gì các bạn hoàn toàn có thể Google và điều quan trọng hơn là các bạn tin hay là không tin mà thôi nếu như các bạn tin thì các bạn chỉ cần một lý do là đủ nếu các bạn không tin thì cho dù là có 10 lý do các bạn cũng sẽ không tin và trên panel này ngày hôm nay đó thì uh, cái người bên tay trái đó các bạn người này cũng đã nói một cách rất đơn giản thì cứ nghĩ đi bây giờ đó có rất nhiều nơi chính trị không được ổn và người ta phải rời khỏi cái quốc gia đó người ta phải qua khỏi biên giới nếu như mà các bạn cầm theo tài sản, cầm theo vàng thì có thể là bị ăn cắp, ăn trộm hay là bị cướp rất là nhiều lần. Nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ 12 ký tự hay là 24 ký tự thì các bạn có thể đi khắp thế giới mà các bạn vẫn có thể là sở hữu Bitcoin của mình và có thể bán bất cứ nơi nào các bạn đến. Và đó là một trong những công dụng mà chỉ có Bitcoin làm được mà thôi là một vàng điện tử chính hiệu. Đó là cái sự chia sẻ đến từ Forbes Business các bạn. Và chúng ta nói tới mới đây về cái việc phân bổ vốn vào Bitcoin thì các bạn thấy được là Grant Ingelbart. Đây là phó chủ tịch và chuyên gia chiến lược đầu tư của Carson Group. Đây là một trong những cái công ty mà họ có nhiều cái tư vấn đầu tư đó các bạn. Và một trong những công ty sớm nhất cho phép tư vấn đầu tư của họ bắt đầu là cho khách hàng đa dạng hóa vào Bitcoin Spot ETF. Thì hôm nay đó, trong cuộc phỏng vấn ở trên Bloomberg thì người này cũng đã nói là hiện bây giờ đó thì trên căn bản nó cũng có nhưng mà rất ít các bạn chỉ có một số lượng ít cố vấn đầu tư bắt đầu là phân bổ tài sản khách hàng vào Bitcoin Smart ETF để mà đa dạng hóa mà thôi và trung bình là họ chỉ phân bổ có 3,5% có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là chúng ta chỉ mới khởi đầu mà thôi các bạn đây là giai đoạn 2 khi mà những tư vấn đầu tư bắt đầu là chia sẻ với các khách hàng của họ về cái hiệu ứng của đầu tư một phần nhỏ vào Bitcoin nó sẽ như thế nào và chúng ta thấy được đây là giai đoạn thứ hai chúng ta còn giai đoạn thứ ba thì vẫn chưa thực sự triển khai đó chính là lúc mà Bitcoin Swap ETF được liệt vào những cái mô hình đầu tư khác nhau chúng ta vẫn đang ở giai đoạn 1 là chủ yếu nhưng mà các bạn nhìn thấy là giai đoạn 2 đó thật sự chỉ mới bắt đầu mà thôi nếu như các bạn nghĩ đây là tất cả của Bitcoin Spot ETF đó, thì uh, tôi không nghĩ gì đâu các bạn, đây chỉ là cái sự khởi đầu mà thôi. Thông tin là như vậy và những gì chúng ta nhìn thấy đó trên căn bản chỉ là những cái hiệu ứng ngắn hạn mà thôi. Chúng ta còn vài thông tin nhiều hơn về Bitcoin thường như chia sẻ nhanh rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói tới những cái oil coin và một số những tin tức lớn khác. Thì cái bạn thì được là chúng ta có Indonesia các bạn, rất lâu chúng ta mới nghe tin tức đến từ Indo. Thì uh, cơ quan giám sát về dịch hàng hóa tương lai của Indo, họ đã nói là đã có một cái sự tăng vọt trong giao dịch crypto đạt tới 30.000 tỷ Rupia nghĩa là đồng của Indo các bạn nghĩa là tương đương với là 192 tỷ đô la vào tháng 2 cái số lượng nhà đầu tư đăng ký tại Indo cũng đã đạt được 19 triệu người vào tháng trước, có nghĩa là tăng 170.000 người dùng từ tháng 1 và chính phủ của Indo nói là chúng tôi kỳ vọng là sẽ đạt được hoặc là vượt qua khối lượng giao dịch của năm 2021 vào năm 2024 này, với sự kiện Bitcoin Hai bình sắp tới sẽ là một yếu tố quan trọng và cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đó là loại bỏ hoặc là giảm thuế đối với crypto các bạn thấy được là càng ngày lại càng có nhiều quốc gia họ thấy được lợi ích của crypto các bạn và tới cuối cùng nó như là thường chia sẻ lợi ích là vĩnh viễn chúng ta có thể đến với crypto vì nhiều lý do khác nhau nhưng mà tới cuối cùng nó chỉ có thể quy ra hai chữ lợi ích mà thôi các bạn tại sao một ai đó tham gia vào đào Bitcoin vì lợi ích. Tại sao một ai đó lưu trữ Bitcoin vì lợi ích? Tại sao là một chính phủ ủng hộ Bitcoin cũng vì lợi ích các bạn? Tại sao mà phố những hàng lớn ủng hộ Bitcoin bây giờ cũng vì lợi ích? Một mạng lưới mà chỉ dựa theo lợi ích mà thôi thì sẽ là một mạng lưới tồn tại lâu dài và bền vững các bạn và chúng ta cũng có thông tin đến từ dubai thì trung tâm tài chính quốc tế dubai cũng đã ban hành luật mới về tài sản kỹ thuật số đây là một cái bước tiến quan trọng trong việc là hợp pháp hóa và quản lý cái loại tài sản này chi tiết hơn nơi các bạn thấy luật mới này đã sẽ thay đổi cái cách mà xử lý các hợp đồng phá sản quyền sở hữu liên quan đến tài sản kỹ thuật số, đồng thời là mở đường cho việc sử dụng chúng trong giao dịch tài chính. Thì uh, DIFC nghĩa là cái cơ quan quản lý tài chính của Dubai đó. Đây cũng là một trong những cái trung tâm tài chính lớn nhất khu vực Trung Đông, trong Phi và Nam Á thì đã giới thiệu luật này như là một cái luật đầu tiên trên thế giới về tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh sự tiên phong trong việc thiết lập khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số tại vì họ muốn Dubai là trung tâm của crypto cũng như là các bạn theo Salvador muốn El Salvador là trung tâm của Bitcoin vậy đó các bạn thấy được là rất nhiều quốc gia bây giờ họ muốn họ là trung tâm của crypto tài sản kỹ thuật số cũng giống như là nước Anh vân vân mọi nơi bây giờ đó cũng đang có cái sự giằng co xem coi là cuối cùng ở đâu mới thực sự là trung tâm của crypto cho thế giới sau này các bạn và luật mới đó cũng bao gồm là sửa đổi một số luật hiện hành để tích hợp tài sản kỹ thuật số với mục tiêu là bảo vệ người tiêu dùng và tăng cường tính minh bạch trong giao dịch DIFC hy vọng sẽ thu hút nhiều công ty công nghệ và tài chính đến với khu vực kinh tế đặc biệt này đồng thời khẳng định vị thế là trung tâm đổi mới và đầu tư vào tài sản kỹ thuật số trên thế giới các bạn nhìn thấy được là những cái thông tin này các bạn có nghĩ là Dubai hay là Indo hay là các bạn nhìn thấy được là Standard Charter những ngân hàng lớn họ có quan tâm đến Bitcoin điều chỉnh 12%, 20%, 30% hay là không không các bạn, mọi thứ vẫn đang diễn ra và cái mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Những cái các bạn đang chứng kiến chỉ là một cái sự điều chỉnh sau khi thị trường đã quá nóng rồi. Chứ còn về tin tức, về tiến triển thì vẫn như vậy các bạn, mọi thứ vẫn đang tiến tới. Và chúng ta hãy nói về tình hình chung của thị trường đi thì các bạn nhìn thấy chúng ta đã xuống dưới là 2,6 nghìn tỷ. Tổng số vốn hóa bây giờ đó thì là 2,582 nghìn tỷ các bạn. Và giá BTC đó ngày hôm nay giảm 3.5, Ether cũng giảm 5,4% Nói chung các bạn nhìn thấy ngày hôm nay là một màu đỏ ở trên thị trường crypto. Và nếu chúng ta nhìn vào một tuần qua đó thì phần lớn cũng là màu đỏ các bạn. Một tuần qua là một tuần mà có rất nhiều sự điều chỉnh. Và một tuần qua chúng ta vẫn có một số màu xanh các bạn. Nếu như tính cho tuần chúng ta có những đồng như là Jupiter tăng 6 26% các bạn và Jupiter là một trong những cái DEX ở trên mạng lưới của Solana và Solana là một trong những đồng mà cũng đã có sự tăng trưởng rất là tốt các bạn. Các bạn nhìn thấy được Solana trong vòng một tháng qua vẫn tăng 70% và đương nhiên các bạn đã biết một năm qua tăng rất là nhiều rồi tăng tới hơn 700% và một trong những cái lý do tại vì chúng ta thấy được là có rất nhiều những cái dự án meme rất là hot trên Solana. Các bạn nhìn thấy được là cái từ khóa Solana đó đang ở mức cao ở trên Google nghĩa là rất nhiều người đang tìm kiếm cái từ Solana và các bạn thấy được trên Solana nó có rất là nhiều những cái meme coin mà nhiều người giao dịch hiện bây giờ thì một điều tôi thường muốn chia sẻ với các bạn là mặc dù meme coin sôi động và vui nhộn và nó có cái khả năng là đem theo nhiều người mới đến thị trường này các bạn và sau đó một số sẽ ra đi một số sẽ ở lại cũng giống như các bạn nhìn thấy trên thị trường tài chính các bạn nghĩ là nhiều người tham gia vào những người trẻ họ tham gia vào tại vì họ không thể chờ đợi được họ muốn giao dịch cổ phiếu của McDonald cổ phiếu của Coca Cola hay là Johnson Johnson hay là cổ phiếu của Walt Disney không phải các bạn đương nhiên phần lớn họ tới thị trường này chỉ trong mấy năm qua đó rất nhiều bạn trẻ hứng thú giao dịch chứng khoán là tại vì họ thích giao dịch meme stock các bạn các bạn hãy nhớ là phong trào meme stock đó chúng ta có những cái chứng khoán như là chúng ta nói tới là GameStop hay để chúng ta nói tới là EMC và thậm chí những cái chứng khoán mà có độ dao động cao mà cực kỳ sôi động các bạn giống như là Tesla đó là những cái mà thu hút những bạn mới đến thị trường chứng khoán và cũng giống như thị trường crypto các bạn và đó cũng là những động lực mà khiến cho một số bạn ở lại và tìm hiểu thị trường chứng khoán hay là crypto cho nên chúng ta cũng không thể nào mà không công nhận cái công dụng của thị trường memecoin được cũng giống như là meme stock nhưng mà cho dù sôi động như thế nào đó các bạn cũng nên cẩn thận tại vì chúng ta có những cái trader giống như là trader này các bạn trong vòng 3 ngày đã trade tổng cộng là 11 mim coin và 11 mim coin này đó thì đều bị lỗ hết các bạn và trong vòng 3 ngày đã lỗ tổng cộng là khoảng 754 solana nghĩa là khoảng 147 000 đô các bạn và người này đó thì các bạn nhìn thấy được đã giao dịch đồng slur thì trong thời gian chỉ có một giờ đồng hồ thôi các bạn trong vòng chỉ một giờ thôi đó thì đã khiến cho người này bị lỗ tổng cộng là 3.731 Solana nghĩa là đáng giá khoảng chừng là 775.000 đô thì uh, các bạn cũng nên có cái sự cẩn thận nhất là khi mà chúng ta nhìn thấy những cái meme coin mà tăng nhiều rồi nhiều bạn FOMO theo. Đương nhiên cái này chỉ là một cái sự chia sẻ ngoài lời thôi các bạn, thôi không phải là ba các bạn cũng không có phải là tư vấn tài chính của các bạn, thôi chỉ có thể chia sẻ những gì mà thuận có thể tìm được trên mạng mà thôi. Và chúng ta nhìn thấy được là Solana đó thì gần đây tuy là chúng ta đã có một cái đợt gương hoạt động cái tay cũng không lâu lắm các bạn nhưng mà tới bây giờ đây thì vẫn chưa có đợt ngừng hoạt động nào mới. Nhưng mà mạng lưới Solana đó thì vẫn đang bị gặp nhiều cái sự cố tắc nghẽn tuy là vẫn chưa có người hoạt động nhưng mà các bạn nhìn thấy là một số những dịch vụ thường đã nhìn thấy được là cách đây khoảng chừng một ngày đó thì Coinbase thông báo là không có cho gửi sử dụng lưới Solana tại vì đang bị tắt nghẽn và thông tưởng nó lúc đó là Coinbase cho các bạn nhưng mà các bạn nhìn thấy ngay cả Ledger thì cũng đã ra thông báo tương tự nói chung đó thì mạng lưới Solana vẫn chưa phải là mạng lưới hoàn hảo hiện bây giờ tuy là chưa có bị đóng băng một lần nữa các bạn nhưng mà chúng ta vẫn thấy là mạng lưới cũng gặp nhiều cái sự cố khiến cho một số những dịch vụ thứ ba họ không có cho gửi cho một khoảng thời gian Chúng ta bây giờ hãy nói tới Ethereum đi Thì các bạn nhìn thấy được là Ether Chúng ta đang chờ đợi cái thông tin lớn Đó chính là thông tin gì các bạn Đó chính là Ethereum Spot ETF vào tháng 5 Thì chúng ta đang thấy được là hôm nay đã Fidel cũng đã cập nhật văn bản Ether Spot ETF Cái này cũng tương tự như là các bạn thấy từng vừa rồi đó Thì Rayscale cũng đã cập nhật văn bản của họ Và nộp trở lại cho SEC Nhưng mà lần này đã Fidel đã cập nhật để mà cho phép họ stake cái số lượng Ether được lưu trữ ở trong công ty của họ Như là không giống như là Bitcoin các bạn Ether có thể đem để mà stake Thì khi mà họ có quỹ Ether Spot ETF họ muốn sử dụng Ether đó để mà stake Và đương nhiên chia lợi nhuận cho những cái cổ đông Điều này đó thì nghe mới đầu có lý nhưng mà nó sẽ rất là phức tạp Tại vì các bạn nhìn thấy được là thị trường ETF đâu có thị trường Giống như là thị trường Spot gì các bạn mua bán liên tục hàng ngày Thì nó sẽ rất là phức tạp Tại vì khi mà các bạn thấy được là có số lượng lớn được bán Giống như là chúng ta nói tới là đi Họ cũng đang chờ đợi để cái quỹ Ethereum Trust của họ Trở thành quỹ Ether Spot ETF Và sau đó thì cũng sẽ có nhiều người rời khỏi Giống như chúng ta chứng kiến GBDC hiện bây giờ Thì ra sao các bạn họ phải unstake Thì nó có kịp hay là không Và nó ảnh hưởng như thế nào đối với giá Nếu mà họ không có unstake kịp thời Thì nó rất là phức tạp và ngay bây giờ đó thì đáng tiếc nhận định đến từ Bloomberg thì bây giờ khả năng cao là sẽ không được thông qua trong đợt này. Có nghĩa là còn nhiều cái vẫn chưa giải quyết mà có thời gian quá ngắn các bạn từ đây đến tháng 5. Thì dựa theo James Safer thì bây giờ nếu như không có gì thay đổi khả năng cao là sẽ không có được thông qua và Eric Balchunas à, thì cũng nói điều tương tự nói là gần đây chúng ta cũng nghe những công ty như là Rayscale và chúng ta mới thấy đây là phải đeo đi thì họ cũng đã chỉnh sửa văn bản nghĩa là họ không bỏ cuộc nhưng mà họ chỉnh sửa văn bản tại vì họ tự chỉnh sửa hay là họ được gọi bởi SEC để mà chỉnh sửa chúng ta chưa rõ phần đó cho đến khi nào chúng ta rõ là SEC muốn họ chỉnh sửa văn bản rồi họ chỉnh sửa đi nộp lại thì chúng ta mới chắc ăn hơn ngay bây giờ đó thì à, khả năng cao sẽ không được thông qua đó chính là nhận định của Eric và James Seifer và nếu như không thông qua thì sao các bạn thì chúng ta có thể thấy có một vụ kiện tụng xảy ra hoặc là những công ty này họ sẽ chờ đến tháng 11 xem coi tổng thống mới là ai rồi mới tính tiếp nhưng mà dù sao đi nữa đó thì mỗi một lần mà có những cái đơn mới thì chúng ta lại phải chờ khoảng chừng 8 tháng như là chúng ta sẽ mất cơ hội có ETF trong năm nay nếu như mà không được thông qua vào tháng 3 và đương nhiên các bạn cũng đã thấy rồi giống như là cây quỹ của Bitcoin Spot ETF chúng ta có nhiều đơn khác nhau và những ngày khác nhau nhưng mà thường đó, nếu như mà họ đã ra quyết định cho một thì họ sẽ áp dụng với tất cả luôn chứ không phải là họ cho thông qua cho quỹ này thông qua rồi quỹ kia bị giữ lại đâu họ sẽ cho thông qua một lúc hay là từ cho một lúc đó cũng là khả năng cao sẽ xảy ra đối với Ether Spot ETF Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một đồng khác đi các bạn đó chính là Near Protocol thì tại sao chúng ta đã nói tới Near Protocol tại vì chúng ta thấy được là trong 3 ngày tới đây, bắt đầu ngày hôm nay sẽ là một cái hội nghị AI, trí tuệ nhân tạo rất lớn bởi NVIDIA. NVIDIA là một công ty mà cực kỳ sôi động gần đây các bạn, các bạn nhìn thấy được là NVIDIA là một công ty. Bây giờ họ chuyển qua để mà làm những con chip và những cái công ty mà họ train AI đã cần phải sử dụng khiến cho cổ phiếu của Nvidia đã tăng rất là nhanh. Các bạn nhìn thấy được Nvidia nếu chúng ta nói tới là trong vòng một năm qua thì các bạn nhìn thấy được Nvidia đã tăng là 243% trong vòng một năm qua. Và chúng ta nhìn thấy được là từ rồi đến tới bây giờ đây, Nvidia đã tăng 78.62%. Một trong những cái cổ phiếu lớn mà tăng trưởng rất là nhanh các bạn tại vì liên quan đến cái sự sôi so động về ai thì uh, khi mà chúng ta thấy nvidia tổ chức cái hội nghị này là một hội nghị mà rất là nhiều người quan tâm đến và các bạn nhìn thấy được là trong cái số lượng người được mời đến á, thì uh, chúng ta có rất là nhiều người đến từ nhiều công ty khác nhau chúng ta thấy được là có người đến từ ngân hàng có người đến từ những công ty khác lớn hay là chúng ta có những người đến từ những cái trường đại học các bạn những giáo sư và chúng ta cũng có những người đến từ trong ngành ai nghĩa là open ai cũng đến dự các bạn và có một người cũng đến từ từ thị trường crypto này các bạn đại diện cho crypto duy nhất chúng ta có đó chính là Ilya Polosukhin à, đây là người duy nhất đại diện cho thị trường crypto các bạn và đây là cô founder của Near Protocol thì à, rất nhiều người vẫn đang chờ đợi xem coi là trong 3 ngày này để chúng ta có cái thông báo gì lớn giữa Near Protocol với lại Nvidia hay là không thì bây giờ vẫn chưa các bạn Hôm nay đang chủ chúng ta nhận được à, một số những cái thông báo giống như chúng ta thấy được là Nvidia CEO Jensen Huang thì cũng đã thông báo là họ sẽ có một cái con chip card đồ họa AI mới có tên là Blackwell và cái con chip này nó sẽ nhanh hơn con chip cũ tới 4 lần. Đó là cái thông báo lớn ngày hôm nay của CEO của Nvidia và các bạn nhìn thấy được là ngoài cái thông báo này ra hôm nay họ cũng đã thông báo là có một cái sự hợp tác. Cái này là mới khởi đầu mà thôi các bạn. Nhưng mà đây là cái sự hợp tác giữa công ty Johnson và Johnson. Johnson và Johnson là công ty mà sản xuất rất là nhiều những cái như là phấn em bé hay là những cái đồ các bạn chung hàng ngày liên quan đến như là xà bông rửa tay hay là liên quan đến kem đánh răng và nhiều những cái thứ khác thì họ cũng có một cái đơn vị cho Johnson, và Johnson có một cái đơn vị đó chính là cái đơn vị y khoa và Nvidia sẽ hợp tác với Johnson và Johnson để có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo uh, liên quan đến mổ xẻ các bạn khi mà chúng ta nói tới y học thì đây là hai cái thông báo lớn chúng ta nhận được đến từ hội nghị AI của Nvidia đương nhiên ngày mai và ngày mốt thì sẽ có thêm thông tin để thường xem coi là Yulia Polosokin sẽ phát biểu vào ngày nào các bạn. Thì các bạn nhìn thấy được là Yulia Polosokin sẽ phát biểu vào ngày 20 tháng 3, có nghĩa là hai ngày nữa, ngày cuối cùng của hội nghị này. Thì chúng ta mới nghe sự phát biểu đến từ co-founder của Near Protocol. Và với những cái sự phát biểu này thì ngày hôm nay đáng tiếc chúng ta cũng thấy được Nvidia đã cũng không có thay đổi nhiều và thậm chí chúng ta thấy sau khi đóng cửa đó giá không thay đổi so với ngày hôm trước đó nghĩa là ngày thứ sáu và chúng ta nhìn thấy là giảm xuống khoảng chừng lợi gần 2% sau khi đóng cửa thì tại sao các bạn? Có thể là tại vì tấm hình này các bạn chúng ta nhìn thấy được là bên tay phải chính là Jim Cramer các bạn. Jim Cramer đã chụp hình chung với lại Jensen Huang, CEO của Nvidia và Jim Cramer đã tuyên bố Nvidia CEO là Da Vinci của thế hệ này, người đàn ông của thời phục hưng các bạn. <laughs> Chỉ buồn từ Nvidia. <laughs> thôi đi một chút mà thôi. Jim Cramer đó khá chính xác khi chúng ta nói tới à, phán đoán ngược liên quan đến crypto nhưng mà về chứng khoán đó thì chúng ta hãy xem coi Nvidia có sự điều chỉnh nào hay là không và chúng ta cũng có một tấm hình được chụp các bạn tấm hình này ấy, là trên màn hình chúng ta nhìn thấy là ở bên à, tài trái đương nhiên đó chính là Tim Cook, Apple CEO các bạn và bên tay phải đó chính là Sundar Pichai, chính là CEO của Google. Thì hai người này đó đã gặp riêng các bạn và họ đang nói gì? <laughs> các bạn hãy comment ở bên dưới. Thì có nhiều người nói là khả năng cao đó là họ nói về cái sự hợp tác. Bây giờ hai bên muốn có sự hợp tác là công ty Apple họ sẽ mua bản quyền của AI Gemini của công ty Google các bạn và họ sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo vào phiên bản của apple tới đây à, thì đó là những cái thông tin chúng ta biết ngay bây giờ đó thì chúng ta vẫn chưa biết thêm nhiều chi tiết ngoài chỉ việc là apple muốn có trí tuệ nhân tạo được tích hợp trực tiếp vào điện thoại của họ thì sau khi mà có thông tin chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu của Apple cũng đã tăng 4.6% ngày hôm nay cổ phiếu của Google đây thì không thay đổi nhiều các bạn chỉ tăng có 0.64 mà thôi bởi đó tới AI đó thì các bạn nhìn thấy được là SEC lại rất quan tâm gần đây đó thì SEC lại chuyển qua quan tâm nhiều đến AI các bạn và trên màn hình ở đây lại là một cái video dài 1 phút 50 3 giây bởi Chủ tịch giao Gansu của SEC Và một lần nữa các bạn nói giống như là một video đến từ một YouTuber hơn là một Chủ tịch của SEC Thì trong đây đó chủ yếu nói là SEC đó sẽ rất quan tâm và sẽ điều tra tìm hiểu những công ty mà liên quan đến AI Tại vì à, ông nghĩ là bất cứ công ty nào mà chỉ muốn trục lợi bằng cách là thêm cái chữ AI chứ là nhân tạo và công ty của họ mà không thực sự là đang phát triển ai đó thì đó là một sự lừa dối với lại những nhà đầu tư thì sec sẽ không có chung bước để mà kiện tụng hay là phạt những công ty đó hay là một công ty nào họ đang sử dụng ai nhưng mà không có như cái cách mà họ công bố với lại dân chúng họ chỉ công bố để có thể tạo FOMO nhưng mà thật sự họ chỉ sử dụng AI cho một phần nhỏ công ty mà thôi thì cũng sẽ bị phạt thì nói chung đó, các bạn nhìn thấy được là Joe Gensler đã nói là ông rất quan tâm tới AI thì hy vọng ông quan tâm tới AI thì sẽ không quan tâm nhiều đến crypto nữa các bạn tại vì trên thực tế đã gần đây SEC gặp rất nhiều những cái trở ngại chúng ta cũng đang nhớ là có một cái vụ kiện mà cuối cùng là công ty crypto Deadbox cũng đã chiến thắng. Trong điều kiện này đó thì SEC đã đưa ra những cái bằng chứng mà không hoàn toàn đúng sự thật và gây ra nhiều cái sự hiểu nhầm các bạn. Thì chúng ta nhìn thấy được là sau đó thẩm phán rất là phẫn nộ và nói là sẽ trừng trị SEC và chúng ta đã thấy là hôm nay đã có văn bản trừng trị rồi. Thẩm phán trong cái vụ Deadbox đã chỉ trích SEC ra một cách cực kỳ nghiêm khắc vì hành vi sai trái và nêu bật những lời nói dối cố ý của các luật sư SEC nghĩa là không phải vô tình mà là cố tình nói dối tòa văn bản trừng trị từ thẩm phán nó có tác động nghiêm trọng đến cái uy tín của SEC và các luật sư liên quan. Thứ nhất, văn bản trừng trị ngày hôm nay đã khẳng định là SEC đã trình bày bằng chứng một cách sai sự thật và gây nhiều hiểu nhầm, cấu thành một cái sự lạm dụng quyền lực nghiêm trọng. Những bằng chứng đó không đúng sự thật mà muốn đóng băng tài khoản của công ty thì sẽ dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng. Thứ hai, thẩm phán nhấn mạnh là cái sự tổn hại đến tính chính trực của quá trình tư pháp và ra lệnh cho SEC đã phải trả phí luật sư cho các bị cáo trong dự án các bạn. Đây là lần đầu tiên mà thường thấy một thẩm phán bắt SEC phải bồi thường tiền chi phí luật sư cho cái bên bị cáo. Đây là lần đầu tiên thường nghe có một thẩm phán muốn như vậy. Và đương nhiên cái tiền mà bồi thường đó sẽ là tiền thuế của người dân các bạn thì scc đó đang lạm dụng tiền thuế của người dân để mà trục lợi cho bản thân của mình và lãng phí cái tài nguyên đó và điều thứ ba đó sự kiện này đánh dấu một đòn mạnh mẽ và vị thế từng được tôn trọng của scc giờ đây đó thì scc chỉ là một cơ quan lạm dụng quyền lực được quốc hội giao phó mà thôi đây là một trong những cái tác động rất nghiêm trọng đối với uy tín của SEC đó các bạn nó không có đơn giản đâu và nó ảnh hưởng không chỉ riêng tới chủ tịch Gary Gensler tại vì các bạn đều biết cái phán quyết này đó là ảnh hưởng đến tiền thuế của người dân ảnh hưởng đến những cái phán đoán của chủ tịch SEC Gary Gensler ảnh hưởng tới những gì mà SEC làm thì hoàn toàn lãng phí tài nguyên và chúng ta cũng nên hiểu là những luật sư liên quan đó cũng bị liên lụy luôn các bạn nếu như mà thuộc được một luật sư đó thì sẽ cảm thấy khá là quê trong cái vụ này và có thể rời khỏi SEC chứ không phải đơn giản đâu nó ảnh hưởng đến uy tín của những luật sư đó và các bạn thấy được là mọi thứ không ngưng ở đây chúng ta nhìn thấy được là Empower Oversight cũng đã đệ đơn kiện SEC đây là một cái đơn vị thường nhớ là phi lợi nhuận các bạn chủ yếu đó là những cái đơn vị mà họ sẽ sẵn sàng kiện tụng một cơ quan nhà nước nếu như họ nghĩ là có làm dụng quyền lực hay là có gì đó mờ ám thì Oversight đã đệ đơn kiện SEC tại vì sao? Tại vì họ đã từng nói SEC giao nộp các tài liệu về lý do cựu giám đốc Hinman và cựu chủ tịch SEC Jay Clayton tuyên bố Ether không phải là chứng khoán dựa trên luật tự do thông tin của Hoa Kỳ nhưng mà SEC đó thì cứ câu giờ cứ hỏi này hỏi kia hoài và cuối cùng đó Empower Oversight họ đã quyết định để đợi đơn kiện để SEC phải giao ra tài liệu và các bạn thấy là SEC đang bị dồn vào đường cùng. Thì cái vụ việc này là một cái vụ việc mà chúng ta thấy là Empower Oversight thì họ nghĩ là có hai khả năng xảy ra với Ethereum. Tại vì cách đây vài năm các bạn đã nhớ là cựu giám đốc Hinman đã tuyên bố ở trong hội nghị của Yahoo Finance là SEC nghĩ Ether không phải là chứng khoán. Rồi ngay sau đó cựu chủ tịch SEC là Jay Clayton đã tuyên bố là Ether không phải là chứng khoán. Rồi cái tuần cuối cùng mà Jay Clayton là chủ tịch thì ông lại đệ đơn kiện XRP thì có hai giả thuyết được đưa ra thứ nhất là có ai đó có thể là giám đốc hình mình hay là cựu chủ tịch của SEC Jay Clayton đã nhận hối lộ để có thể là nói y tờ không phải là chứng khoán và ngược lại lại đi kiện XRP thứ hai là những cái văn bản đi mà chứng minh tại sao y tờ không phải là chứng khoán đó thì nó rất là mơ hồ và chúng ta cũng nhận được một số những cái văn bản đó trong cái vụ kiện giữa Ripple và SEC nhưng mà nó vẫn chưa có đầy đủ đối với Empower và Sai thì còn cái gì nữa mà SEC chưa có giao ra cho nên họ muốn kiếm được cái thông tin đó có phải là tại vì những cái lập luận nó nó khá là chung chung cho nên có thể áp dụng với nhiều đồng. Cho nên tới bây giờ SEC không muốn giao ra cũng có thể. Nhưng mà họ đã đợi đơn kiện này các bạn chúng ta sẽ biết sớm mà thôi và không có liên quan nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là một thông tin khác nữa cũng liên quan đến SEC vào ngày thứ sáu đó thì họ ra tòa liên quan đến một cái quy định mới gọi là cái quy định tiết lộ thông tin về khí hậu của SEC và tòa án đã cho là SEC đó có thể không có quyền yêu cầu một số công ty lớn và trung bình phải tiết lộ lượng khí carbon dioxide mà họ đã phát thải trực tiếp và lượng khí thải đến từ việc sử dụng năng lượng của họ. Điều này có thể là cần luật từ quốc hội chứ SEC không có quyền để mà ép buộc những công ty đó giao ra thông tin này. Thì các bạn nhìn thấy được là không liên quan đến crypto trực tiếp nhưng mà SEC đã có rất là nhiều những đối thủ của các bạn không phải chỉ riêng hệ crypto này đâu và gần đây họ gặp rất nhiều rắc rối ở trong tòa án. Thì không biết đại chủ tịch Gale Chancellor có sẵn sàng để tiếp nhận thêm rắc rối nếu như mà từ chối y từ ETF hay là không <laughs> chúng ta sẽ chờ để xem coi như thế nào các bạn về chứng khoán ngày hôm nay đó, thì chúng ta được là hôm nay là một ngày mà chúng ta có màu xanh trở lại sau hai ngày là màu đỏ các bạn nhìn thấy được chỉ số Dow Jones hôm nay thì tăng 0.2 S&P 500 thì tăng 0.63 và Nasdaq thì tăng 0.82 pre-market thì bây giờ đó thì các bạn nhìn thấy được là đang đỏ một chút không phải là đỏ nhiều lắm chúng ta vẫn đang chờ đợi thông tin lớn tuần này đó chính là vào thứ tư các bạn hai ngày nữa đó chính là thông tin liên quan đến cuộc họp của Fed còn về hợp đồng của dầu đó thì tiếp tục tăng thêm các bạn. Đây là điều mà chúng ta không muốn thấy. Tại vì chúng ta muốn thấy là giá dầu ở mức là dưới 80. Đó là cái mức mà chúng ta đã biết trong một thời gian dài. Hôm nay đã lại tăng lên một chút các bạn ở mức là 82 đồng 59 sen. Cũng chỉ mới có mấy ngày thôi để xem coi là đây là cái dấu hiệu giá dầu sẽ tăng dài hạn một lần nữa. Hay là chỉ là một cái tài liệu ngoại lệ mà thôi. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được là giá dầu sẽ trở lại cái mức ổn định là dưới 80 đô như chúng ta đã biết và đương nhiên giá dầu ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát cho nên chúng tôi rất là quan tâm và còn về vàng đó thì cũng không theo đổi nhiều các bạn vàng ở mức là 2.165 đô thì cũng không có tiếp tục có định mới nhưng mà cũng đã mức rất là cao các bạn 2.164 ngay thời điểm hiện bây giờ chúng ta có một cái thông tin cũng rất là thú vị các bạn thông tin này là liên quan đến uh, cái uh, tiền mà người dân Hoa Kỳ nợ theo tín dụng thì các bạn sẽ được là đây là cái uh, thời điểm rất lâu rồi chúng ta mới thấy là cái tiền nợ tín dụng nó tăng lên tới cái mức cao như vậy các bạn nhìn thấy được là trước đây đó trong cái thời điểm là khủng hoảng tài chính năm 2008 lúc đó đó thì nợ tín dụng của người dân Hoa Kỳ rất là cao nghĩa là họ mượn tiền thẻ tín dụng để mà xài rồi sau đó hàng tháng không trả hết dẫn đến nợ rất là nhiều nhưng mà các bạn nhìn thấy được là bây giờ chúng ta đã có cái nợ còn cao hơn nữa so với năm 2008 thì bây giờ đó cái tổng số nợ người dân Hoa Kỳ cho những công ty tín dụng là lên tới là 1.1 nghìn tỷ các bạn con số rất là nhiều và một phần lớn chính là liên quan đến cái lãi suất ở cái mức cao cực kỳ là 22%. Tại vì sao các bạn? Tại vì lãi suất của Fed đang rất là cao. Cho nên chúng ta có thể nói về lạm phát. Nhưng mà tới cuối cùng nó có rất nhiều những cái yếu tố liên quan đến cái phần trăm lãi suất của những cái nợ như thế này và nợ của chính phủ Hoa Kỳ và những áp lực đến từ Chính trị cho nên cho dù là chúng ta thấy là giá dầu tăng thì cũng không có nghĩa là Fed sẽ cứng tay và không có giảm lãi suất năm nay đâu các bạn. Tôi nghĩ là năm nay đó, lãi suất sẽ giảm chỉ là với cái trường hợp nào mà thôi. Và chúng ta cũng thấy được có cái thông tin đến từ quỹ tiền tệ quốc tế là IMF họ đang yêu cầu Pakistan áp đặt thu thuế với các khoản đầu tư crypto và chuyển nhượng bất động sản nếu như mà muốn nhận cái gói viện trợ 3 tỷ đô la hỗ trợ nền kinh tế đang đầy khó khăn của Pakistan các bạn. Tôi không biết trong Pakistan bây giờ đã thì ở quốc gia đó họ thu thuế như thế nào đối với crypto. Thì có thể là nếu như mà muốn cho mượn đó, thì Pakistan là một trong quốc gia mà có giao dịch crypto nhiều thì nên thu thuế để có thêm thu nhập và chuyển nhượng bất động sản cũng nên có thuế để có thêm thu nhập để có thể là phát triển cũng có thể như vậy các bạn thuận để cái thông tin này ở phần cuối. Không biết là nhiều người đã không thích quỹ tiền tệ quốc tế cho nên họ sẽ nhanh chóng chỉ trích là đây là những cái áp lực đến từ quỹ tiền tệ quốc tế để mà đàn áp thị crypto nhưng mà trên căn bản đó ở Hoa Kỳ nhiều quốc gia bây giờ họ đang thu thuế crypto rồi các bạn. Đó cũng là một trong những lý do mà tại sao chính phủ không có muốn cấm crypto tại vì nó mang rất nhiều lợi ích. Cho quốc gia các bạn Và chúng ta cũng có một sự chia sẻ đến từ ZZ Thì ZZ nói ông sẽ khởi động một dự án mới Nhưng mà sẽ không có token mới nào hết Để xem một dự án liên quan tới giáo dục Còn chi tiết đó thì vẫn chưa biết các bạn <laughs> Cũng lâu rồi chúng ta mới thấy ZZ chia sẻ Thì có nhiều bạn nói là ZZ khi nào Mới lãnh án thì dựa theo Trình thì tháng sau thằng bạn Tháng sau ZZ sẽ lãnh án thì nếu như mà lãnh án như chúng ta đã biết trước đây là 18 tháng tù thì không biết CZ sẽ quản lý cái dự án mới này như thế nào các bạn, chúng ta vẫn chưa rõ. Hoặc là CZ đã biết là cái án tù treo cho nên vẫn có thể sử dụng internet được. Tức là chúng ta mới biết các bạn. Và cũng có một cái tin đồn hiện bây giờ vẫn chưa được xác thực đó chính là OKX các bạn, sang OKX này đó thì họ sẽ delist những cái pair liên quan đến những cái cặp liên quan tới USDT ở Europe nghĩa là ở châu Âu. Tại vì ở châu Âu đã, đã có luật MICA và USDT là của Tether thì không có bằng hoạt động ở châu Âu mà chỉ có USDC mà thôi. Ngay bây giờ chúng ta vẫn chưa có nhận được cái tin tức xác nhận chính thức từ OKX nhưng mà đây cũng là một trong những tin đồn đã được nói tới hiện bây giờ. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn.